VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blanc đi vị chất mở bất ngờ cùng The Masked Singer Việt Nam. Tại phần trình diễn của nàng Tiên Hoa. Hôm nay nàng Tiên Hoa có một cái bài hát rất là sung
Và lúc đầu mình thấy bạn phối ballad cái mình cũng hơi lăng tăng chút xíu, là mình cái bài này của Thắng thì đánh theo cái kiểu làm phân kỳ, phân kỳ. Yeah, phân kỳ đó, thì tự nhiên qua đây hơi nhẹ lại, nhưng đó là chiêu, đó là chiêu chiến thuật. Lúc đầu nhẹ nhàng lạ lướt kể một câu chuyện, sau đó trở lại lợi hại hơn xưa. Mùa hè tới, nó chỉ tới khi anh lại chơi sức sống véo von dài điều mời. Và quan trọng là lên những cái nốt cao chót vót và giọng đầy nội lực. Nổi hết rồi à. Hôm nay Tiên Hoa có một phần trình diễn rất là tốt, chúc mừng bạn. Yeah. Ủa hồi nãy thấy là Mi ra trần thốt lên rằng à chị à. À chị à, em chào chị. Em chào chị Hoa. Em cũng có đồng ý với anh Thành là cái phần phân kỳ phía sau nó làm bùng nổ hơn rất nhiều cái năng lượng của chị. Bởi vì khi mà chị Hoa bước ra là em đã biết chị Hoa mang một cái nguồn năng lượng bùng phát từ bên trong, và càng thăng hoa sân khấu và cái năng lượng khán giả như thế này nữa là quá là tuyệt vời. Và khi mà chị bước ra, ấn tượng đầu tiên của em là mascot rất đẹp, và thứ hai giọng hát của chị cũng đẹp y như vậy. Oh my god, trời, trái tim. Nói chung là bữa nay là chị Hoa biết là chị Hoa đẹp rồi, chị Hoa hát quá là trời hay, nên là quá trời quá đất chị Hoa rồi. Là đoán được hừm hừm cái tên chưa? Nói chung là lúc đầu thì em đoán vậy, nhưng mà sau đó tự nhiên cái em suy nghĩ lại mà em bị cuốn theo phần trình diễn của chị Hoa mất thôi. Nên là chắc là em phải giữ lại một ý kiến này cho bản thân của em quá. Em giấu cho riêng em biết. Em quyết định giấu. Nhưng mà bây giờ có những cái manh mối không thể giấu được. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi truy cập vào trang web vg.vn để tìm xem vang bóng một thời của nàng Tiên Hoa sẽ là những manh mối như thế nào. Xin mời. Ồ, cái gì dữ vậy? Đóng phim mà hát dữ dội vậy? Không lẽ em là Tăng Thanh Hà? Anh này, rồi em lại càng bí hơn nữa. Em đoán là diễn viên truyền hình. Ủa, lắc đầu luôn kìa. Hoa có thể chia sẻ thêm những manh mối này như thế nào? Vang bóng một thời là mình đã từng làm một diễn viên điện ảnh hay diễn viên truyền hình hay là bộ phim sitcom ạ? Dạ, thưa các chị, vai diễn của Tiên Hoa là vai diễn điện ảnh ạ. Ghê vậy, 10 phim điện ảnh. Mà qua đóng gì mà 10 phim dữ vậy, có thiệt không dạ? Là đóng từ bé đến lớn luôn. Đang các chị, cứ xuất Tiên Hoa là ra một loạt ở đó. Thiệt không? Thiệt. Bây giờ chị Tiên thì chị Tiên tóc Tiên chị ngồi đây rồi. Bây giờ kể một cái tên đạo diễn nào mà Tiên Hoa đã từng hợp tác cho tôi thôi. Ờ, thế rồi có cảnh sát chính tả. Lộ mất rồi. 10 người mà kể có một người làm sao mà lộ được. Nhưng mà phim điện ảnh thiệt ra Việt Nam mình trong những năm gần đây mới bắt đầu có nhiều. Không, hồi trước là có đó em, là Hoa đóng phim mà Mê Công Ký Sự nè. Phim tài liệu cũng được tính là phim. Thì á, mình nói vậy đi để cho vừa lòng bả. Chứ bả tuổi bả lớn, bả đóng 10 phim điện ảnh. Diễn viên nhí sao? Hay là giọng hát của chị góp trong 10 phim điện ảnh? Ồ dạ. Ờ. Cũng có thể hợp lý. Có hình luôn, chứ không chỉ có tiếng. Thì cái MV trong bài hát có hình của chị lên đó. Không biết à, không có nhớ. Bây giờ Trấn Thành anh chưa phụt, bây giờ Hoa phải kể được một cái tên một vị đạo diễn mà Hoa đã từng cộng tác thì ảnh mới tin. Đúng rồi. Dạ, là một đạo diễn giới tính nam, cũng có râu giống anh Thành. Diễn phim của anh Thành hả anh Thành? Chưa có, tôi cạo râu rồi mà. Thì trước đó từng đợi ạ. Ừ, chắc trên đời này có một đạo diễn có râu thôi đó. Dấu hơi thở cuối cùng. Nếu mà hát nhạc phim thì mình có Bùi Lan Hương, mà cũng đóng phim nữa. Có một người mà đóng phim hát rất là hay là chị Maya. Ồ dạ, đóng người nhớ phim. Ra hay á. Mà Maya thì cao hơn. Chắc không cần đôi guốc nữa đâu anh ha. Hoa cười. Phát hiện đôi guốc của Hoa cười. Hồi nãy thay vì là đừng có xây cái dòng thấy đôi guốc là thấy là vô rồi. Em phải nhẹ nhàng thôi đúng không ạ? Đúng rồi, nhẹ thôi. Em xoay hơi bạo lực đúng không ạ? Nãy vừa dòng nam sao giờ thông dòng bắc rồi. Trên bắc ngang. Ờ, bắc ngang vậy. Dạ, em đang nhân cách. Tới đây thôi, kêu gọi Hoa ơi, kêu gọi bình chọn thôi. Mang Hoa đi bán nào. Bây giờ mọi người bình chọn cho ai nhờ? Em đi qua. Yêu mọi người rất nhiều. Trời, bị đấu đi, mời Hoa vô trong.